làm doanh nhân chứ đừng làm ông chủ. Có nhiều người kêu gọi rằng bạn trở thành ông chủ của chính mình, ông chủ của công việc của mình. Đừng làm như vậy. Đừng bao giờ trở thành ông chủ của chính công việc của bạn nữa. Hãy trở thành người cố gắng từ ông chủ trở thành nhà đầu tư. Cái khái niệm ông chủ đã xuất hiện trong rất nhiều cuốn sách, nhưng lời khuyên của tôi là đừng trở thành ông chủ. Bởi vì một trong những cái đức tính của chúng ta, những người ngồi ở đây là nhóm những người thuộc nhóm D hoặc nhóm Y, trong đó có một cái đặc tính, đó là cái tính danh vọng, cái nhu cầu danh vọng trong mỗi con người chúng ta ở đây rất lớn. Ở đây, trong hội trường này, trong căn phòng này, các anh chị là những người có cái nhu cầu về danh vọng rất là lớn. Nhu cầu số mấy các anh chị nhỉ? Nhu cầu số 4, nhu cầu về danh vọng rất lớn. Các anh chị cần phải in một tấm danh thiếp, ở trên đó ghi chữ giám đốc hoặc ông chủ hoặc là chủ tịch vân vân. Đó là tiếng danh vọng của anh chị. Nhưng đến một lúc tất cả những điều đó sẽ trở thành hư vô, hư danh, và nó không làm cho các chị có cuộc sống viên mãn. Tôi đã trải qua điều này. Tôi đã đổi chức danh của tôi từ CEO trở thành chairman. Rồi từ chairman tôi chuyển thành là không chức danh là founder. Và cuối cùng thì tôi chuyển thành chức danh là CLO. Đúng rồi. Chief Love Officer. Người chẳng có chức danh gì trong công ty cả. Người chỉ yêu thương những người khác mà thôi. Cho nên trở thành một người làm chủ không phải, làm chủ không phải là một nghề nghiệp. Thế chị phải làm công việc làm chủ, anh chị sẽ trở nên cô đơn, sẽ mất đi những mối quan hệ thân tình, sẽ mất đi những sự chia sẻ, đôi khi còn mất đi cả những sự kết nối nữa, bởi vì tính chất của công việc là như vậy.